Hello mọi người, welcome back mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ngân. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với series son nội địa Trung mọi người. Và cái son hôm nay Ngân squat là một set 5 cây của thương hiệu Clear Dew. Hy vọng là Ngân đọc đúng. Set này thì gồm 5 cây và với cái tông màu đỏ là tông chủ đạo mọi người. Cái hộp mà đựng 5 em son này thì được làm từ giấy chứ không phải là từ nhựa. Lúc mà Ngân xem mình thì Ngân nghĩ từ nhựa mọi người. Và cái son thì nói chung nhỏ nhắn xinh xinh, cầm cũng khá chắc tay. Đầu cọ son thì thiết kế vát nhẹ một bên cho nên là cái việc mà tán son rất là dễ luôn. Về packaging thì thật sự là không thể chê được với son nội địa Trung mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì Ngân sẽ review chi tiết từng màu son nha, cũng như là chất son của em này. Màu đầu tiên trong set là một màu đỏ rực rỡ luôn. Em này thì khi Ngân mua là son bóng, nhưng mà thực chất khi Ngân về và Ngân test lên môi Ngân rồi thì thật sự nó không phải là son bóng mọi người ạ. Nó là dạng khi mà son nó khô rồi nó set trên môi thì nó sẽ giống như là son lì vậy đó. Son đi trên môi rất là mướt nha mọi người, không có gây cảm giác khô môi và cũng không có bị bột luôn. Màu này thì sử dụng không cần phải make up, mình đi học, đi chơi, đi làm gì cũng được hết. Tiếp theo cho một tông màu đỏ nữa, đó chính là đỏ cam mọi người. Em này á, thật sự rất là thơm mọi người. Mọi người biết cái kẹo ổi mà của IC á, là cái mùi nó y như vậy luôn. Ngân nghĩ là những bạn mà không thích son có mùi thì có thể cân nhắc. Nhưng mà riêng Ngân thì Ngân thấy cái mùi này rất là dễ chịu. Cái chủ đề mà son nội địa Trung thì Ngân được các bạn yêu cầu khá nhiều. Tại vì những em học sinh sinh viên sẽ không có quá nhiều thu nhập để mà mình mua những loại son mắc tiền, thì có thể cân nhắc đến cái set son này nghe. Ngân nói thật là cái chất son rất ok luôn nha mọi người. Không có khô môi nè và không có bị bột nữa. Tuy nhiên thì có dây ra thành cốc khi mình ăn uống nha. Tiếp theo là một tông màu đỏ rượu. Em này đỏ hơi trầm nhưng mà cái màu này, Ngân nói thiệt mọi người, đánh nó siêu đẹp luôn. Set son này thì là tông màu đỏ là chủ đạo. Mà những cái màu này á, rất là dễ dùng, mình không cần phải make up vẫn có thể mình sử dụng được trên mặt mộc luôn á mọi người. Hôm trước Ngân squat cái son sô-cô-la của C-Love á mọi người. Trời, hôm bữa đó squat sưng môi luôn á, mà hôm nay cũng đỡ rồi mà môi còn hơi khô một xíu thôi. Mà qua cái set son này cũng lo, tại vì không sợ là không tìm được một cái sản phẩm son nội địa Trung mà để cho các bạn có thể tham khảo. Mà hôm nay rất là mừng khi squat được cái dòng son này luôn. Nó mướt mà nó cực kỳ thích luôn, mềm và không có bị khô môi nữa mọi người. Ngân sử dụng mấy tiếng luôn cũng không khô luôn. Một tông màu đỏ nữa, nhưng mà tông này thì nó ngả về sắc hồng nhiều hơn. Dòng son này thì Ngân thấy ok, nhưng mà chỉ có cái bảng màu là Ngân thấy nó không có được đa dạng, nó quá nhiều tông đỏ đi. Và có những màu nó kiểu na ná nhau nữa mọi người. Lên môi Ngân thì cái tông đỏ nó đang dần chuyển qua hồng nè mọi người. Vớt vát được một màu cuối cùng của set son, đó chính là màu hồng đất. Chỗ cái màu này phải nói nó trend mà nó xinh khủng khiếp luôn mọi người. Cho một lớp mỏng lên thôi á thì cái màu nó hồng ẩn ngưỡng lên rất là xinh luôn. Nhưng mà khi mọi người đánh đậm hơn á, đánh full môi luôn thì cái màu này nó kiểu rất là tây luôn, hợp với những cái make up lúc hơi tây tây á mọi người. Chốt lại thì cái set son này khá là ok nha. Nếu bạn nào mà đang định mua và phân vân á thì Ngân recommend mọi người nên mua set son này. Giá thành rất là ok, chỉ với 100 ngàn một set 5 cây thôi mà cái chất lượng cũng rất tốt nữa. Và đừng quên link vào phần mô tả video tham gia giveaway nhé mọi người. Bye bye mọi người và gặp mọi người ở những video lần sau.